Lời tiên tri kinh hoàng của bà Vanga về năm 2020. Trước khi qua đời ở tuổi 85, nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria, Baba Vanga đã đưa ra nhiều lời tiên tri đáng sợ về năm 2020, tiếp tục cho thấy một năm u ám nữa của nhân loại. Cụ thể, nhà tiên tri mù dự đoán một cách đáng ngại rằng cuộc sống của lãnh đạo Nga có thể sẽ đối mặt với sợi dây trình tử sau một vụ ám sát kinh hoàng ngay tại Điện Kremlin. Tổng thống Mỹ cũng phải đối mặt với số phận tương tự. Nhà tiên tri Vanga tin rằng Tổng thống Mỹ sẽ ngã bệnh với một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và khó hiểu, khiến ông bị điếc cả hai tai và bị ù não. Bà Vanga cũng dự đoán châu Âu sẽ đi đến tận diệt của sự tồn tại khi rơi vào tay những kẻ Hồi giáo cực đoan. Bà cho biết những kẻ này có thể sẽ dùng vũ khí hóa học để chống lại người châu Âu. Một sự kiện khác được bà Vanga dự đoán trong năm 2020 là sự tận diệt của châu Á, gây ra bởi nhiều thiên tai và thảm họa thiên nhiên. Trước đó, bà Vanga đã nói rằng sẽ có một làn sóng lớn nhấn chìm nhiều bờ biển, khiến nhiều người chết chìm trong nước. Những người ủng hộ nhà tiên tri mù có lý do để tin những dự đoán này là chính xác, bởi bà đã dự đoán đúng trận động đất và sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004, còn gọi là cơn địa chấn Sumatra Andaman. Trong năm 2020, bà Vanga tin rằng những thảm họa tương tự sẽ tiếp tục diễn ra. Sóng thần và động đất sẽ tấn công châu Á. Thậm chí, bà còn dự báo một thiên thạch sẽ rơi xuống nước Nga. Nhà tiên tri mù từng dự đoán gần như chính xác những sự kiện của thế giới như vụ chìm tàu Kursk của Nga, vụ khủng bố tháp đôi 11 tháng 9 của Mỹ, Tổng thống Nga Putin đắc cử, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng di cư châu Âu, Brexit hay sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS. Rất nhiều người trên thế giới tin vào lời tiên tri của bà Vanga. Theo nghiên cứu của giáo sư Giorgi Lozano, cựu giám đốc viện gợi ý Bulgaria, lời tiên tri của bà Vanga chính xác tới 85%. Những lời dự đoán chính xác của bà Vanga trong quá khứ là minh chứng rõ nhất cho thấy bà có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Mặc dù vậy, cũng có nhiều lời tiên tri của bà Vanga cho đến nay không chính xác hoặc chưa xảy ra. Sự trùng hợp. Không chỉ riêng bà Vanga, châm tinh gia Lyubov Kalinovskaya cũng đưa ra những dự báo đáng sợ về năm 2020. Theo bà, năm 2020 sẽ có hàng loạt rắc rối không mấy dễ chịu. Bà Kalinovskaya cho rằng, trong năm 2020, tốt hơn hết là giữ gìn những gì đang có, mà không nên gắng gượng thay đổi cuộc sống một cách đột ngột. Ví dụ, tối ưu là không thay đổi công việc hoặc tình trạng gia đình. Mối nguy chính của năm tới sẽ là để cho bão cảm xúc tràn ngập và làm lu mờ cách tiếp cận logic tỉnh táo. Trong năm 2020, trên trái đất sẽ có nhiều năng lượng thiên văn phức tạp. Bởi vậy, trong năm việc ly hôn hoặc thậm chí kết hôn đều là không mong muốn. Cần tập trung giữ gìn những gì đang có hôm nay. Nếu mọi người muốn chính thức hóa quan hệ trong năm nay, thì rất có thể điều đó sẽ được thực hiện trên cơ sở cảm xúc, chứ không phải trên nền tảng logic. Logic lý trí trong những trường hợp như vậy sẽ bị gạt đi. Châm tinh gia Kalinovskaya dự đoán. Theo tính toán của các nhà chiêm tinh, thủ phạm chính khiến năm 2020 sẽ không mấy vui là sao hỏa. Hoạt tính của hành tinh màu đỏ này có thể thúc đẩy những hành vi bộc phát. Năm tới sẽ là năm của sao hỏa, năm chiến binh. Năng lượng trên trái đất sẽ khá hiếu chiến và căng thẳng. Dưới ảnh hưởng của nguồn năng lượng như vậy, con người bắt đầu xử sự không chuẩn mực và thiếu chính xác trong quan hệ với chính bản thân và những người khác. Con người dễ bị cuốn theo cảm xúc bột phát và có nhiều hành động sai, bà Kalinovskaya cảnh báo. Trong khi đó, mục sư Ricardo được xem là hậu duệ của Nostradamus cũng đưa ra những tiên tri hãi hùng về vận mệnh thế giới năm 2020. Cụ thể, vị mục sư dự báo năm 2020 kẻ thù của Chúa Giê-xu đến trái đất và cai trị nhân loại.
đến năm 2023, Chúa Giêsu tái thế lần hai và cứu rỗi nhân loại. Nga trở thành tâm điểm của những lời tiên tri kinh hoàng. Mới đây, người thân của nhà tiên tri mù nổi tiếng, người Bulgaria Vanga, đã tiết lộ về những dự đoán của bà trong năm 2020. Chúng liên quan đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và hòa bình, cũng như những thay đổi ở châu Á. Bà Vanga nói vào năm 2020 sẽ xuất hiện một người có thể mang đến niềm hy vọng và thiết lập hòa bình trên toàn trái đất. Bà cũng tin rằng hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Nhà tiên tri mù dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian. Có lẽ thậm chí sẽ khám phá ra một hành tinh mới mà con người sẽ sớm di cư đến, theo bà. Theo bà Vanga, trong 6 tháng đầu năm 2020, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới. Khi ấy, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi nhiều vấn đề. Châu Âu sẽ bị chấn động bởi các thảm họa xã hội liên quan đến sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư. Đáng chú ý, nhà tiên tri mù Vanga còn dự đoán, trong năm 2020, tại Ukraine sẽ diễn ra những sự kiện rất quan trọng. Cuối năm 2020, quan hệ giữa Moscow và Kyiv sẽ trở nên nồng ấm. Bà Vanga còn đưa ra những lời cảnh báo về những thảm họa có thể xảy ra như khô hạn ở Nga, động đất ở Đài Loan. Sự toàn vẹn của địa hình tự nhiên sẽ bị tác động và thay đổi một cách nhanh chóng. Băng ở Bắc Cực tan nhanh hơn. Theo nhà tiên tri người Bulgaria, châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối, dịch bệnh lớn cướp đi số lượng lớn mạng sống con người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Những người ủng hộ nhà tiên tri mù có lý do để tin những dự đoán này là chính xác, bởi bà đã dự đoán đúng trận động đất và sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004, còn gọi là cơn địa chấn Sumatra Andaman. Trong năm 2020, bà Vanga tin rằng những thảm họa tương tự sẽ tiếp tục diễn ra, sóng thần và động đất sẽ tấn công châu Á. Thậm chí, bà còn dự báo một thiên thạch sẽ rơi xuống nước Nga. Nhà tiên tri mù từng dự đoán gần như chính xác những sự kiện của thế giới như vụ chìm tàu Kursk của Nga, vụ khủng bố tháp đôi 11 tháng 9 tại Mỹ, Tổng thống Nga Putin đắc cử, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng di cư châu Âu, Brexit hay sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS. Rất nhiều người trên thế giới tin vào lời tiên tri của bà Vanga. Theo nghiên cứu của giáo sư Giorgi Lozano, cựu giám đốc viện gợi ý Bulgaria, lời tiên tri của bà Vanga chính xác tới 85%. Những dự đoán chính xác của bà Vanga trong quá khứ là minh chứng rõ nhất cho thấy bà có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Mặc dù vậy, cũng có nhiều lời tiên tri của bà Vanga cho đến nay không chính xác hoặc chưa xảy ra. Bác sĩ, nhà giả kim, chiêm tinh và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus cũng đưa ra những lời tiên tri đáng sợ về năm 2020. Cụ thể, ông dự đoán năm 2020 sẽ có những thay đổi bất ngờ nhất cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước ở châu Âu, Đông Á và Trung Quốc. Cũng trong năm 2020, theo dự đoán của Nostradamus, chờ đợi những khám phá trong khoa học sẽ có thể tìm ra phương pháp sản xuất năng lượng mới nhất với hiệu ứng âm thanh. Điều thực sự đáng sợ vào năm 2020, theo Nostradamus, là sự ra đời của Antichrist, kẻ chống Chúa trên trái đất. Ông ta hiện diện với nhiệm vụ hủy diệt và sẽ bắt đầu thực hiện điều này từ nước Nga.
Yeah.